học toán. Hello, hello, hello. Chào mừng các em đến với bài học tiếp theo trong series 1001 bài toán tư duy. Và đây là bài toán số 18. Chúng ta có đề bài như sau. Hãy viết vào 9 ô vuông dưới đây 3 chữ số 1, 3 chữ số 2 và 3 chữ số 3. 3 cộng 3 cộng 3 là bằng 9 rồi. Sao cho tổng 3 số ở trong mỗi hàng, mỗi cột đều bằng 6. Nào, bây giờ chúng ta hãy thử điển nhé tổng muốn bằng 6 thì nó chính là tổng 1 cộng 2 cộng gì? Cộng 3 bằng 6. Như vậy mỗi một hàng, mỗi một cột nó đều phải có mặt đủ ba cái số 1, 2 và 3. Tức là nó sẽ xuất hiện một lần chữ số 1, một lần chữ số 2 và một lần chữ số 3. Phải không nào? Bây giờ thế thì trước hết là mình cứ... Uh, điền gì nhỉ? Bây giờ thầy sẽ vẽ cái bảng của chúng ta vẽ lại cái bảng. Để chúng ta có một cái bảng to hơn. Trong lúc uh, thời gian các em học sinh suy nghĩ cách giải thì thầy sẽ vẽ lại cái bảng này. Nào chúng ta có bạn nào đã điền cái uh, ra giấy uh, ra kết quả chưa nào? Đây là ví dụ thầy ở uh, trong cái cột này kiểu gì nó cũng có số 1, số 2, số 3. Vậy thầy điền luôn đây là một đây là hai và đây là 3. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích Uh, mỗi một hàng, mỗi một cột Đều phải có mặt đủ 3 cái số 1, 2, 3 Thế thì anh này đã có 2 rồi uh, Anh này có 1 rồi Thầy thử điền đây là số 2 Thế thì bắt buộc chỗ này phải là số 3 Đúng chưa? Các em lưu ý chỗ này là số 3 Thế thì chúng ta có thể điền ở, uh, Như thế nào nhỉ? Tổng bằng 6 ha Thế thì không được rồi Nếu mà điền như thế này thì chúng ta điền số 3 ở đây à, và chúng ta điền số 1 ở đây cũng được. Sau đó chúng ta điền số 1 ở đây và chúng ta điền số 2 ở đây. Chúng ta hãy kiểm tra lại cái này bằng 6, tổng bằng 6, tổng bằng 6, tổng cột này bằng 6, tổng cột này cũng bằng 6, tổng cột này cũng bằng 6. Như vậy chúng ta có một cách làm. Tất nhiên ngoài ra chúng ta còn có những cách giải khác à, vẫn thỏa mãn đề bài. Các em học sinh hãy comment ở phía dưới À, những cách giải của các em để thầy Hiếu biết là chúng ta làm theo cách nào nhé Để xem thêm nhiều video và nhiều bài học hay hơn nữa thì các em học sinh hãy vào mathx.vn. Đây là website của thầy Hiếu được xây dựng với rất nhiều tâm huyết. Ở đây có rất nhiều những nội dung để chúng ta có thể học à, từ lớp 1 cho đến lớp 9 cũng như là thi vào cấp 3, thi vào cấp 2 và ôn các kỳ thi học sinh giỏi. Có rất nhiều những nội dung đó là ví dụ như là học toán hàng tuần, ôn tập hè, toán tư duy Singapore và các bài toán tư duy chọn lọc à, các chuyên đề nâng cao cũng như là các kỳ thi học sinh giỏi. Các em hãy đăng nhập vào matrix.vn để học cùng thầy Hiếu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.